là chúng ta đã học xong rồi, tuabin hơi mình học rồi, tuabin khí mình học rồi. Còn ở đây á, đến cái chương 7 này á, anh em chỉ cần biết cho mình một cái thôi, là nó kết hợp như thế nào và nó có hiệu quả hay không. Chỉ cần trả lời câu đó là được. Rồi, cái thứ hai là khi mình nhìn cái sơ đồ của nó, mình giải thích được là coi như đạt chuẩn đầu ra của cái chủ đề này nha. Thì như vậy thì để mà đạt được cái chuẩn đầu ra đó thì dự kiến á, là tôi sẽ trình bày cái slide này trước nha. Sau khi trình bày slide này xong thì chúng ta coi một cái clip liên quan đến cái hệ thống này, thì chúng ta nghĩ tùy theo là chúng ta kết thúc lúc nào thì nghĩ lúc đó, được không? Để cho anh em mình hôm nay là coi như là cuối tuần rồi, ngày mình dành cho gia đình đó nha. Hay rồi, dạ thầy. Rồi như vậy thì phần này cũng có 5 mục ha. Thứ nhất là mình tìm hiểu về sơ đồ nguyên lý, thứ hai là mình xem cái các cái sơ đồ hỗn hợp như thế nào. Bây giờ thì có 4 dạng cái sơ đồ hỗn hợp nha. Đấy, có 4 dạng. Vậy thì giờ sau khi mình tìm hiểu xong các dạng đó thì ta xem clip. Rồi như vậy thì đầu tiên là chúng ta đi vào 7.1, đó là sơ đồ nguyên lý, hay nó thể hiện cái sự kết hợp đó. Mình xem thử cái nó mình có chỗ nào không hiểu không. Rồi ha, không có gì lạ ở đây cả. Số 1 là máy nén ha, số 1, 2, 3, 4 ha, 1, 2, 3, 4 là chúng ta thấy đó là cái tuabin khí. Cụm tuabin khí là 1, 2, 3, 4. Rồi còn 5, 6, 7, 8 đó là cái cụm tuabin hơi. Như vậy thì đây là cái cụm nhà máy nhiệt điện tuabin khí. Rồi cái khí ra của tuabin khí á, thì là cái nguồn nhiệt cho cái lò hơi của tuabin hơi. Như vậy thì cái sự kết hợp ở đây là như vậy. Chứ còn ở các cái chương đầu thì chúng ta tìm hiểu từ đây nè. Rồi còn chương vừa rồi chúng ta tìm hiểu này, bây giờ chỉ cần kết hợp hai này lại với nhau, có gì khó hiểu không? Chẳng có gì khó hiểu cả. Như vậy thì trong cái sơ đồ kết hợp này chúng ta thấy là có hai cái tuabin và hai máy phát điện. Một cái tuabin khí có máy phát điện số 4 và một cái tuabin hơi có máy phát điện số 9. Thì dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là cái công suất của cái máy phát điện tuabin hơi á, nó sẽ nhỏ hơn công suất của tuabin khí, bởi vì nó chỉ lấy cái nhiệt thải của tuabin khí thôi. Có nghĩa là cái nhiệt mà năng lượng còn lại của tuabin khí á, nó mới sử dụng cho tuabin hơi. Rồi như vậy thì để mà gọi là hiểu được cái sự kết hợp để hiểu được cái sự kết hợp của cái này thì chúng ta chỉ cần giải thích được sơ đồ này coi như mình đã hiểu toàn bộ cái kiến thức mà mình học từ đầu đến bây giờ. Chúng mình phóng cho nó lớn lên để anh em dễ thấy. Khi học xong cái này, giờ cho mình làm việc với một cái công ty nước ngoài đi, công ty nước ngoài gì nữa, thì đưa cái bản vẽ này cho mình, thì chúng ta cũng dễ dàng là mình hiểu được bản vẽ của nó. Như vậy thì anh em xem thử như thế nào. Sao nó
không cho mình cái background của mình. Nó bắt về. Mình thường có dùng cái background ảo của nó che những cái gì mà nó thuộc cái ngay cái phòng của mình. Sau này nó không hiện lên. Xin mời. Rồi, có anh em nào hiểu giải thích giùm mình đi. Anh em nào đã hiểu rồi. Nhân thường hiểu nhân thường. Dạ hiểu có 80% này. Ồ, vậy là ngon rồi. Vậy thì còn chỗ nào chưa hiểu? Thường còn băn khoăn chỗ nào? Hai cái bên đây đúng không? Đúng rồi, hai cái phần mà hai vuông vuông đây cái gì? Dạ đúng rồi. À, hai vuông vuông đây là cái xử lý nước. Water nè, water treatment nè. Xử lý nước. Cái đó là giống như bộ phận khử khí ở này, nếu mà khử khí thì cũng không đúng. Không, à, xử lý nước. Xử lý nước cho lò hơi đúng không thầy? Đúng rồi. À, xử lý nước. Xử lý nước thôi. À. Rồi còn tại vì đây nè, bên đây là cái cụm tuabin hơi mà. Dạ đúng rồi đó, bên cái cụm dưới là tuabin hơi. Tuabin hơi. Còn cái này nè, cái đường hơi trích này nè. Cái đường hơi trích mà chúng ta thấy chữ rồi set steam nè. Là trích hơi đi, ví dụ như đi cung cấp nhiệt cho chỗ nào đó. À, ví dụ như lấy đi cho các quá trình như là nấu sấy gì đó. À, nấu sấy gì đó, sau đó lấy nước ngưng nó cũng quay về. Cái dạng mà nó xài kiểu trung tâm nhiệt điện không chứ thành học á. Rồi, như vậy thì trên đây chúng ta thấy là gì? À, ngay chỗ này á, là do cái bản vẽ này là nó từ tài liệu của Mỹ. À, hay Mỹ nó hay dùng nhiệt độ ép. Đấy. Nghĩ này dừng ép không ạ. À. Rồi như vậy thì chúng ta thấy ngoài đây là không khí hút vào nè, nó có màu xanh. Như vậy thì để hút được vào thì chúng ta biết ngay chỗ này là nó có máy nén khí đúng không? Rồi tới đây là có cái nitro ga là nó cho ga khí hay là ga tự nhiên nè vào đốt ngay khu vực này là buồng đốt. Sau khi đốt xong thì là quay tua bin đúng không? Rồi tua bin sau là quay máy phát điện này, quay máy phát điện số 1 và đồng thời có điện đưa lên lưới. Đây nó mô phòng của mình luôn là có 290W điện 200 ngàn, à, có nghĩa là 200 mê. Rồi, sau đó đúng không, cái màu đỏ này nè là cái khí thải, khí thải ra sau đó nó đi theo đường này, nó đi theo đường khói ra ngoài đúng không. Tuy nhiên nếu cái đây là nhiệt độ nó còn tới 1000 độ F. À, như vậy thì nếu mà thải ra ngoài thì trong đây nó còn phí một năng lượng rất là lớn. Cho nên đó là người ta làm một cái hệ thống lò hơi thu hồi nhiệt thải đưa vào đây. À, đây là những cái ống xanh của lò hơi thôi. Đấy, như vậy thì nước nó được cấp từ cái đường này nè, màu xanh này vào. À, như vậy thì đây nó gọi là bộ phận nước, đúng không? Sau đó nó đi vào trong cái bao hơi. Từ đây nước nó cũng tiếp tục đi xuống cái ống xoắn này. À, và nó sinh hơi thì đi lên. Hơi sau khi đi ra thì tiếp tục đi vào cái ống màu đỏ này, đóng vai trò là bộ quá nhiệt đúng không, để nó quá nhiệt lên và sau đó cái hơi đó nó được đưa vào trong cái tua bin hơi ở bên dưới. Đấy, tại đây thì nó cũng giãn nở sinh công đúng không, và sau đó thì nó được ngưng tụ ở bình ngưng và tiếp tục được cái bơm cấp nước cấp vai trò công là hơi lại. Và cái quá trình tua bin quay quay thì nó sinh ra một cái moment và nó kéo cái máy phát này, cái máy phát này cũng phát ra một cái lượng điện nữa. Như vậy thì tổng công suất của nhà máy chính là
cái lượng điện mà của hai cái tua bin này cộng lại ha. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta thấy là gì, rất là hiệu quả đúng không, rất là hiệu quả, có nghĩa là vừa có cả hai hệ thống luôn ha, vừa có hệ thống khí và vừa có hệ thống hơi. Rồi chúng ta tiếp ha, như vậy thì để cái đó mình cần chiếu cho nó lớn lên để chúng ta thấy cho nó rõ. Còn chiếu như vậy thì nó sẽ rất mất thời gian khi mà chúng ta quan sát cho nó